Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng trở lại với một video so sánh điện thoại trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình có nhận được một câu hỏi muốn mình so sánh hai cái chiếc điện thoại trong tầm giá từ 6 đến 7 triệu. Câu hỏi này có nội dung như sau. Anh Dương ơi, anh so sánh Redmi Note 13 Pro Plus với Realme GT Neo 5 SE đi ạ. Xem ở trong cái tầm giá 6 đến 7 triệu thì điện thoại nào đáng mua nhất? Em cảm ơn anh nhiều. Đấy, thế thì mình có tham khảo tại website của Điện Thoại Hay thì mình cứ lấy hai cái phiên bản nó xem nhau đi nhá. Đấy là phiên bản RAM 12, bộ nhớ trong 256 của cả hai sản này thì đang một bên có mức giá là khoảng 6.990.000 đối với cả Redmi Note 13 Pro Plus, còn một bên thì là 6.950.000. Đấy, lệch nhau có mấy chục nghìn thôi, chúng ta có thể coi như là bằng hòa. Thế thì chúng ta sẽ so sánh từng phần một giữa hai cái sản này. Điện thoại hay.vn đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Mua Xiaomi Realme giá tốt nhất, tặng bảo hành 12 tháng cả nguồn màn hình vân tay. Đến ngày Điện thoại Hay, địa chỉ 583 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10. Đầu tiên là về hộp phụ kiện thì mình thấy là hộp phụ kiện của hai sản đều rất là đầy đủ, nhưng mình sẽ lựa chọn Redmi Note 13 Pro Plus bởi vì nó có cái sạc 120W, chỉ mất có vài chục phút là đầy pin rồi. GT Neo 5 SE thì sẽ có sạc là 100W nha các bạn nhé. Đấy, thực ra là hai cái sạc này thì cũng kiểu như là kẻ tám lạng người nửa cân, đúng nào, rất là nhanh, nhưng mà rõ ràng là nhanh hơn thì sẽ là Redmi Note 13 Pro Plus. Về phần thiết kế thì đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt của mỗi người. Với cá nhân mình thì mình thấy là cái Redmi Note 13 Pro Plus nó sẽ có cái màn hình cong, nó sẽ là một cái điểm nhấn về thiết kế của nó này. Cái Realme GT Neo 5 SE thì nó sẽ có những phiên bản lựa chọn, ví dụ như là cái phiên bản màu xanh thì mình thấy là màu nó rất là trẻ trung, các bạn có thể nhìn thấy trên hình. Hay như là nếu mà với cái phiên bản mặt lưng giả da thì nhìn nó sẽ sang trọng hơn, kiểu kiểu như thế. Nhưng mà nói chung ý, là thiết kế đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt của anh em nhé. Anh em thấy sản phẩm nào đẹp thì có thể để lại comment cho mình biết. Còn về cái phần viền mỏng hơn ý, thì sẽ là viền của Redmi Note 13 Pro Plus, nó sẽ mỏng hơn một chút xíu. Cái diện tích hiển thị ở mặt trước của nó sẽ rơi vào khoảng 89,7% so với 87,9% của Realme GT Neo 5 SE. Chúng ta sẽ nói tiếp về phần màn hình thì sao. Màn hình thì mình sẽ lựa chọn Realme GT Neo 5 SE. Cả hai cái chiếc điện thoại này đều có màn hình 1,5K, nghĩa là cỡ tầm khoảng 1220p, 1240p đấy. Tuy nhiên là cái GT Neo 5 SE thì cái được của nó là ở đây là gì? Đấy là cái tần số quét màn hình của nó sẽ cao hơn, 144Hz so với 120Hz. Tất nhiên 120Hz của Redmi Note 13 Pro Plus cũng đã là quá là nhanh rồi. Đấy. Còn về độ sáng nhé, thì Redmi Note 13 Pro Plus nó sẽ có độ sáng cao hơn đấy. Rồi, nhưng mà về phần hiệu năng này này, hiệu năng sẽ là cái thứ mà chênh lệch rất lớn giữa hai dòng này. Màn hình thì cái sự chênh lệch là không nhiều, nhưng hiệu năng là sự chênh lệch rất lớn giữa hai dòng này. Khi mà cái GT Neo 5 SE nó sẽ có con chip Snapdragon 7 cộng Gen 2. Con chip này thì mạnh hơn rất nhiều so với con chip Dimensity 7200 Ultra Redmi Note 13 Pro Plus. Đấy, với Xiaomi thì họ phải hy sinh cái phần con chip để mà lấy những thứ khác nó đồng đều hơn. Nhưng mà đối với Realme thì cái phần này của nó thì quá mạnh rồi. Về RAM với ROM ở trong cùng một cái tầm giá này thì cũng như nhau thôi, đều được cái phiên bản RAM 12 bộ nhớ trong 256, rất là thoải mái. Chúng ta sẽ nói tiếp về phần hiệu về phần camera thì sao. Camera của hai sản đều rất là tốt nha các bạn nhé. Redmi Note 13 Pro Plus năm nay cũng đã cải tiến về cái vấn đề chụp ảnh ngược sáng của cái camera rồi. Realme GT Neo 5 SE thì camera từ trước đó nó đã rất là tốt rồi. Thế tuy nhiên là mình chưa có cơ hội để mà đặt hai cái sản này trực tiếp cạnh nhau để mà có thể test xem là cái camera nào nó nhỉnh hơn, nhưng mà mình nghĩ là cũng sẽ là 19:10 thôi. Có cái điểm mà cái GT Neo 5 SE này nó nhỉnh hơn về cái phần camera, nếu như bạn nào mà có cái nhu cầu chụp ảnh camera kính hiển vi ý, đấy thì cái đấy nó sẽ là một cái ưu điểm hơn, bởi vì với cái việc chụp ảnh camera kính hiển vi như này thì nó sẽ tiện trong một số những cái trường hợp mà các bạn cần cái kiểu như là zoom rất là chi tiết lên, nó sẽ có cái đó, cái điều mà Redmi Note 13 Pro Plus không có. Về loa ngoài là loa kép ý, thì cả hai sản đều có nhé, chất lượng nghe khá ổn. Thế tuy nhiên là cái Redmi Note 13 Pro Plus thì mình thấy là nghe nó sẽ cân đối hơn ở cái việc là nó sẽ không kiểu như là bị một bên to một bên bé. Còn về pin thì chắc chắn là Realme GT Neo 5 SE với viên pin 5500 nó sẽ có phần nhỉnh hơn rồi. Còn về sạc thì sẽ là Redmi Note 13 Pro Plus. Đấy, các bạn có thể thấy là mỗi một sản nó đều có cái ưu nhược điểm riêng. Cái điểm mà mình cảm thấy là đáng tiếc nhất ở trên GT Neo 5 SE nó không có, đấy là nó không có kháng nước. Đấy, còn Redmi Note 13 Pro Plus thì nó lại có kháng nước, mà là cái loại kháng nước xịn sò luôn, IP68 luôn. Tất nhiên cái tính năng này thì có thể là trong suốt cái quá trình mà chúng ta sử dụng điện thoại thì chưa chắc chúng ta đã sử dụng đến nó đâu. Nhưng mà chỉ cần một lần chúng ta sử dụng đến nó thôi thì chắc chắn là nó sẽ cứu được rất là nhiều những thứ của chúng ta rồi, đặc biệt là về phần dữ liệu, đúng nào, nếu như chúng ta quên không lưu trữ ở trên các cái nền tảng đám mây. Realme GT Neo 5 SE trước đây thì nó bị lock SIM, nhưng bây giờ thì khi mà nó đã được unlock SIM rồi thì chúng ta sử dụng hoàn toàn bình thường. Còn Redmi Note 13 Pro Plus thì lại chưa có tiếng Việt. GT Neo 5 SE thì nó lại có sẵn tiếng Việt luôn rồi, không phải chờ đợi cái gì cả. Tổng kết lại thì chính ra là mình thấy là GT Neo 5 SE đang có nhiều điểm nhỉnh hơn so với cả Redmi Note 13 Pro Plus, đặc biệt là về khoản hiệu năng là cái điểm mà mình nghĩ là
hơn nhiều nhất giữa hai sản này. Đấy, còn những yếu tố khác mà nó hơn nữa, ví dụ như là màn hình tần số quét cao hơn, viên pin trâu hơn. Còn Redmi Note 13 Pro Plus thì cái được của nó là đây là gì? Đấy là cái thiết kế màn hình cong, cái sạc 120W, rồi là cái kháng nước kháng bụi IP68. Đấy thì không biết là bạn sẽ cần cái nào hơn, hãy để lại comment cho mình biết. Cá nhân mình thì mình nghĩ là nếu mà chúng ta không quá yêu cầu về vấn đề hiệu năng thì có thể cân nhắc Redmi Note 13 Pro Plus để cho nó đồng đều nhiều yếu tố. Nhưng mà nếu mà chúng ta vẫn muốn đồng đều nhiều yếu tố nhưng mà muốn một cái hiệu năng nó vượt trội hơn hẳn thì sẽ là GT Neo 5 SE. Trong cái phần này thì mình nghiêng nhiều hơn về GT Neo 5 SE. Không biết là bạn ý kiến ra sao, hãy để lại comment nhé. Rồi, các bạn có thể tham khảo qua giá bán cũng như là các khuyến mại đi kèm của bộ đôi sản phẩm trên tại website của Điện Thoại Hay. Điện Thoại là một trong những đơn vị bán điện thoại giá rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ, và những cái sản phẩm này thì đều đã bao gồm bảo hành vàng, cả nguồn, màn hình và vân tay, tiết kiệm được khoảng 500.000 đồng nếu như so với việc các bạn mua ở các cửa hàng khác. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.